Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với mục sôi động của SEA Games. Tối ngày hôm qua, các chàng trai của U23 Việt Nam đã bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games, qua đó giành huy chương vàng môn bóng đá nam lần thứ hai liên tiếp. Nhâm Mạnh Dũng trở thành người hùng của U23 Việt Nam với pha lắc đầu hiểm hóc đánh bại thủ thành Kawin ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo lần thứ hai liên tiếp bước lên bục cao nhất của môn bóng đá nam SEA Games. Đây là kết quả xứng đáng giành được khi mà đội tuyển U23 Việt Nam đã trải qua hành trình vô cùng ấn tượng. U23 Việt Nam là đội bóng duy nhất bất bại ở SEA Games 31, thắng 5 và hòa 1, ghi được 11 bàn thắng và không thủng lưới lần nào. Tối ngày 22 tháng 5, hàng nghìn người hâm mộ ở Ninh Bình đã đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan sau trận chung kết kịch tính tại SEA Games 31. Các lực lượng chức năng đã phải rất vất vả để phân luồng hướng dẫn giao thông. Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan với kết quả 1-0 nghiêng về U23 Việt Nam vang lên, ngay lập tức, các tuyến đường trung tâm thành phố Ninh Bình, dòng người hâm mộ đã ùn ùn đổ ra đường ăn mừng. Và hôm nay là Việt Nam chiến thắng là rất là vui luôn. Hòa mình trong không khí chiến thắng và hôm nay chiến thắng Thái Lan nữa thì là niềm vui coi như nhân đôi ạ. Đầu tiên là cảm xúc của mình là rất là vui, cảm xúc vỡ hòa. Xin chúc mừng các đội tuyển Việt Nam và xin chúc mừng các chàng trai đã chiến đấu quả cảm hết mình vì màu cờ sắc áo. Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Các tuyến đường chính như Trần Hưng Đạo, 30 tháng 6, Tràng An, đông kín người. Để đảm bảo an toàn, Công an thành phố Ninh Bình đã huy động 180 cán bộ chiến sĩ, thành lập 33 chốt kiểm soát và hướng dẫn người dân lưu thông. Lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo đơn vị xây dựng phương án để đảm bảo trên các cái tuyến đường trục chính để chủ động chỉ huy hướng dẫn giao thông, phân luồng điều hướng giao thông để đảm bảo các cái phương tiện đảm bảo tham gia giao thông an toàn và tránh để xảy ra cái ùn tắc trên địa bàn. Thứ hai nữa là cũng thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt cái quy định của pháp luật để đảm bảo tốt cái trật tự an toàn giao thông. Mặc dù là người dân cũng đổ ra đường ăn mừng rất đông nhưng mà cũng không xảy ra các cái tình trạng ùn tắc cũng như tai nạn giao thông ở trên địa bàn. Nhiều thanh thiếu niên đã lợi dụng việc cổ vũ bóng đá có hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông như không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, nẹt pô, bấm còi inh ỏi gây náo loạn đường phố. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý 85 trường hợp vi phạm, tạm giữ 61 phương tiện, qua đó đã góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông trên địa bàn, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ra đường chào mừng chiến thắng, song người dân cần chấp hành các quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bởi không có niềm vui nào bằng việc bản thân, gia đình và cộng đồng được an toàn, hạnh phúc và không có các vụ va chạm hay tai nạn giao thông. SEA Games 31 diễn ra vô cùng sôi động với rất nhiều nội dung tranh tài hấp dẫn. Công nghệ va được đưa vào giám sát các trận đấu thể thao quốc tế ngày càng trở nên phổ biến. Tại môn karate của SEA Games 31, lần đầu tiên công nghệ này được đưa vào sử dụng trong các trận đấu đã tăng tính công bằng, chính xác, được dư luận đánh giá cao. Trong mỗi trận đấu của môn karate của SEA Games 31, ban tổ chức áp dụng hệ thống va, nghĩa là hệ thống video hỗ trợ trọng tài nhằm đảm bảo công bằng cho các vận động viên, đặc biệt là ở những tình huống nhạy cảm, gây tranh cãi. Tại môn karate của SEA Games 31, đã xuất hiện không ít những tình huống mà va làm thay đổi kết quả trận đấu. Tôi thấy cái hệ thống này rất là tốt. Một khi áp dụng công nghệ thì khiến cho các trận đấu trở nên công bằng hơn. Có thể tốn một chút thời gian để xác định điểm số, thế nhưng chắc chắn chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ có được điểm số chính xác. Sau khi mà chúng tôi không hài lòng với quyết định ban đầu thì chúng tôi có thể khiếu nại với quyết định đó. Chúng tôi rất hài lòng với việc áp dụng hệ thống này vào việc thi đấu môn karate ở SEA Games. Trong mỗi trận đấu karate, huấn luyện viên của mỗi đội đều có quyền đề nghị dùng công nghệ va nếu trong trường hợp huấn luyện viên cảm thấy các trọng tài bắt tình huống chưa chính xác, gây bất lợi cho vận động viên đội nhà. Khi có yêu cầu đến va, trọng tài chính sẽ cho tạm dừng trận đấu để tổ trọng tài va xem lại hình ảnh để đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, để tránh việc các huấn luyện viên lạm dụng va trong trận đấu, ban tổ chức quy định nếu huấn luyện viên của mỗi đội yêu cầu dùng va khiếu nại không chính xác thì sẽ mất quyền kiến nghị va trong thời gian còn lại của trận đấu. Áp dụng cái công nghệ này vào ấy thì vận động viên thi đấu cũng rất là yên tâm. Người ta không sợ bị bỏ sót đòn và bản thân trọng tài cũng thế. Trọng tài thì ai cũng muốn làm rất là công tâm.
Nhưng mà có những cái pha đánh nó rất diễn ra rất là nhanh, nhưng mà khi mà ở các cái góc độ không nhìn chính xác được thì có va thì khẳng định rằng nó chính xác hơn. Không phải mọi trường hợp các huấn luyện viên yêu cầu dùng công nghệ va để khiếu nại quyết định của tổ trọng tài điều khiển trận đấu đều chính xác. Song rõ ràng, việc đưa công nghệ này vào trận đấu thể hiện xu thế phát triển và sử dụng công nghệ trong thể thao, góp phần đảm bảo tính công bằng, khách quan, chính xác trong mỗi trận đấu. Công nghệ va đã góp phần vào thành công chung của môn karate của SEA Games 31 tại Ninh Bình. Với 446 huy chương, bao gồm 205 huy chương vàng, 125 huy chương bạc, 116 huy chương đồng, Việt Nam đã phá vỡ kỷ lục khi là đoàn thể thao vượt ngưỡng 200 huy chương vàng trong một kỳ đại hội. Đây là thành tích hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của tất cả các đội tuyển. Và đến đây thì thời lượng dành cho cuộc cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.